Chào các bạn thấy kiểu logo này quen thuộc không? Bởi vì có lẽ rất nhiều bạn đã biết đến dòng laptop này. Thì đây là một dòng laptop cũng thể gọi là hơi mới của MSI. Thì đây là dòng MSI Alpha, chứ nó không phải kiểu logo rộng. Đây, các bạn nhìn thấy đây này, không phải là logo kiểu rồng lộn nữa, mà thay vào đó là một logo của một con chim, chim đại bàng hay chim lôi điểu ấy. Thì mình search trên Google là vậy. Thì mình gặp được rất nhiều comment ngày xưa là các bạn bảo anh ơi làm về kiểu laptop MSI Alpha đi. Thì ngày hôm nay mình có cơ hội sờ vào em nó. Và sau khi sờ mó em nó thì mình cũng đã hiểu tại sao lại có nhiều bạn lại muốn mình review cái mẫu laptop này đến vậy. Thì ngày hôm nay mình sẽ review nhanh cho các bạn mẫu laptop MSI Alpha 15. Thì trước tiên mình sẽ nói về phần thiết kế của mẫu laptop này. Thì ngôn ngữ thiết kế nó sẽ gần tương tự với các laptop MSI gaming thông thường, như khu vực sau này, khu vực thoát nhiệt sẽ rất giống với cái đuôi của siêu xe. Còn về tổng thể thiết kế nó sẽ gần như tương tự vậy thôi. Nó chỉ khác ở đầu tiên, đó chính là phần khung bàn phím. Cái phần khung bàn phím này nó sẽ không còn một kiểu màu đen tuyền như bình thường nữa, mà nó chuyển sang màu xám rồi. Và cái kiểu cái hơi hướng thiết kế nó cũng kiểu hơi lạ lùng một chút. Thì cái lạ đầu tiên là phần trackpad này này. Phần trackpad này đang làm tốt hơn rất nhiều khi so với các mẫu laptop MSI khác. Thì phím chuột trái, chuột phải này bấm cứng và thích hơn rất nhiều. Kiểu phần kiểu gì nó cũng thích nữa. Tức là đây là mẫu laptop gaming thôi, nhưng mình cảm thấy nó kiểu nó cứ lạ lạ kiểu gì, bởi vì sao trackpad lại tốt đến như vậy. Tiếp theo là phần bàn phím. Thì đây là bàn phím được tinh chỉnh bởi SteelSeries và có thể thay đổi đèn RGB theo gọi là per key, tức là từng phím một. Thì đấy, anh em thích điều chỉnh nào đấy là quyền của anh em thôi. Còn về cảm giác bấm thì nó vẫn rất tốt. Kiểu phông chữ thì vẫn là phông chữ của MSI quen thuộc thôi, vẫn rất đẹp. Cảm giác bấm thì cái phím cho độ nảy tốt. Nếu mà để chơi game cũng như là đánh văn bản trên mẫu laptop, mình thấy là một điều khá tốt. Tiếp theo nữa mình sẽ nói về phần màn hình. Thì đây là một mẫu màn hình 3 viền mỏng nhá. Anh em sẽ nhìn được 3 viền mỏng. Tất nhiên là viền bên trên sẽ vẫn hơi dày một chút xíu khi so với viền hai bên cạnh là để nhét được webcam. Thì trong cái thời buổi mà cần phải làm việc cũng như học tập tại nhà mà phải check in thì có sẵn webcam theo máy nó vẫn tốt hơn là việc kiểu gắn webcam rời, trông nó kiểu buồn cười kiểu gì ấy. Thì với các mẫu laptop khác ấy, nếu mà viền mỏng quá thì sẽ bỏ đi webcam. Tuy nhiên với MSI đây là một điều đáng để hoan nghênh. Thì đây là mẫu màn hình 15.6 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS và có tần số quét là 120Hz. Ở trong cái tầm giá laptop gaming kiểu như kiểu hai mấy triệu ấy thì màn hình 120Hz nó đã trở thành một tiêu chuẩn rồi. Ngoài ra thì có một số công nghệ khác hay ho trên cái mẫu laptop này. Đầu tiên là cổng Kinder Internet thì giúp như các bạn có thể tối ưu được cái tốc độ mạng sao cho nó phù hợp nhất. Cùng với đó là công nghệ máy sấy thế hệ 5. Ở đây nhá, anh em nhá, hãy nghe. Mình sẽ bật cái công nghệ máy sấy 5 cho các bạn nghe này. Đó, anh em thấy như nào? Nó to đúng không? Nó kêu như một cái máy sấy tóc vậy. Tuy nhiên thì các bạn sẽ phải đánh đổi một số thứ. Ví dụ như nó kêu to này thì máy mát hơn thì mình nghĩ nó vẫn được. Còn cấu hình thì sao? Phiên bản mình đang có ở đây được trang bị CPU Ryzen 7 3750H, 8GB RAM, 512GB SSD cùng quạt đồ họa RX 5500M. Thì nói qua một chút về phần thông số của Ryzen 7 3750H. Ôi, mình hay đọc nhầm. Thì mẫu CPU này có 4 nhân 8 luồng, xung nhịp tối đa có thể đạt được là 4.0GHz. Card đồ họa RX 5500M, nếu như bạn nào quan tâm nó sẽ mạnh bằng mẫu card đồ họa nào khi so với NVIDIA, thì theo mình biết nó sẽ tương đương, gần tương đương với GTX 1650. Và để tản nhiệt cho cái cấu hình này thì MSI đã cực kỳ ưu ái khi nhắc đến tận 7 ống đồng. Mình xin nhấn mạnh lại nhé, đây một mẫu laptop chỉ có hơn 20 triệu thôi và có 7 ống đồng tản nhiệt với hai quạt lớn hỗ trợ Cooler Boost. Thì Cooler Boost là gì thì đấy, anh em vừa nghe đấy, nó kêu to như vậy cơ mà. Thì thực sự theo mình thấy ấy, thì đây là một hệ thống tản nhiệt cực kỳ ngon. Thì mình cũng có test thử qua cái số các phần mềm. Thì đầu tiên mình đã test lẻ cả CPU và GPU thì có lần được chỉ loanh quanh ở mức 60 đến 70 độ thôi. Thì nếu mà kiểu test lẻ nó như vậy thì anh em biết nó hấp dẫn như nào đấy. Còn khi test cả CPU lẫn GPU thì nhiệt độ của CPU sẽ loanh quanh ở 80 độ, còn GPU sẽ là 70 độ. Thì đây vẫn là một mức nhiệt rất lý tưởng, kể cả những bạn kiểu bị ám ảnh về nhiệt độ, kiểu nhiệt độ hơi nóng một tí rồi đã bảo là liệu mẫu laptop này có hỏng hay không. Thì với cái mức nhiệt này thì mình nghĩ là các bạn sẽ không còn kêu như vậy nữa. Và khi test cái mẫu laptop này thì mình đã để bật hiệu năng tối đa và bật Cooler Boost rồi. Dĩ nhiên phải bật chứ không bật thì làm sao nó có mức nhiệt nó tối ưu như vậy. Thì dù sao thì đấy cũng chỉ là phần test hiệu năng nhanh của mình thôi. Còn khi sử dụng thì cái nhiệt độ của máy nó sẽ thấp hơn như này rất nhiều. Bởi vì chẳng mấy cái game mà nó tận dụng được hết cả CPU lẫn GPU cùng một lúc như vậy cả. Cuối cùng là về phần cổng kết nối thì cổng kết nối trên mẫu laptop này vẫn rất đầy đủ với 3 cổng USB A, có đèn LED màu đỏ, khe thẻ SD, cổng mạng LAN, HDMI. Thật ra thì cái mẫu laptop này mình thấy có rất nhiều điểm thú vị. Tuy nhiên vẫn có một số điểm mà mình cảm thấy chưa nghĩ. Đầu tiên đó chính là cổng USB A. Thứ nhất là nó có thì rất tốt rồi, cái đấy không ai bàn cãi rồi, nó có đèn LED nữa, rất ngon đúng không? Tuy nhiên thì ở bên cạnh phải nó lại đặt hơi thấp một chút, kiểu khi mình để chuột đấy, mình di tay kiểu như này này, đấy, kiểu rất dễ bị va vào. Thì đấy là ý kiến cảm quan cá nhân của mình thôi, đối với những bạn kiểu để laptop lên cao hẳn thì chắc là không phải vấn đề gì cả.
Còn lại thì so với mức giá chỉ gần 25 triệu đồng thôi, hơn 24 triệu thì thực sự những gì mẫu laptop này mang lại phải nói là rất ấn tượng. Nếu như các bạn đang cần tìm mua cho bản thân mình một mẫu laptop gaming tiện dụng, viền mỏng nhá, kiểu vẫn có webcam, viền mỏng vẫn có webcam làm việc tại nhà, cấu hình tốt và khả năng tản nhiệt ấn tượng, thì MSI Alpha chính là mẫu laptop mình nghĩ là để dành cho bạn để học tập trong cái thời điểm này cũng như là về lâu dài trong khoảng từ 2 đến 3 năm nữa. Và nếu như các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này thì đường link sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Các bạn nhớ click vào, đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Thì hiện tại ấy, mặc dù thời điểm hàng khang thôi nhưng chúng mình giá sẽ không đổi và hỗ trợ trả góp 0%, kể cả với những sản phẩm như này, và bên mình vẫn tiếp tục bán online nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.